Trung tá Joseph Pucas cố gắng để có thể tham dự phần lớn những trận bóng đá của cô con gái nhỏ tại trường trung học thuộc trại Humphreys. Thực tế thì đời sống của gia đình anh tại căn cứ quân sự của Mỹ này không mấy khác biệt những gì diễn ra tại quê nhà. Chúng tôi đi lễ nhà thờ vào mỗi chủ nhật, gặp gỡ bạn bè tại đó, chúng tôi chơi bóng hoặc phần lớn các buổi chiều hoặc đạp xe, giống như những gì vẫn thường làm ở Mỹ. Trại Humphreys có diện tích bằng một thành phố nhỏ và vẫn đang tiếp tục được mở rộng để có thể đáp ứng được nhu cầu của hơn 40.000 người khi mà quân đội Mỹ đang dần đóng cửa các căn cứ cũ nằm trong những khu vực đông dân cư của Seoul cũng như những nơi khác trên cả nước. Tại đây, những khu nhà chung cư hiện đại được xây dựng cho binh lính và gia đình, có trường học, trung tâm thương mại của Mỹ, các nhà hàng đồ ăn nhanh giúp mang đến những tiện nghi giống như ở quê nhà cho các quân nhân phục vụ tại Hàn Quốc. 40 năm qua tôi đã phục vụ trong quân ngũ và giờ với tư cách là một thường dân, nơi đây giống như bất kỳ căn cứ quân sự nào khác mà tôi đã từng ở qua. Thực tế thì đây là khu xịn nhất bởi vì mọi thứ đều rất mới. Các cuộc tập trận Mỹ-Hàn chỉ là một phần của đời sống quân nhân nơi đây. Giống như nhiều người lính Mỹ tại Hàn Quốc, Trung tá Pucas cố gắng không phản ứng thái quá với những thông tin đại loại như các cuộc thử tên lửa hạt nhân của miền Bắc đang có nguy cơ châm ngòi chiến sự, hay hòa bình đang ở trong tầm tay nhờ vào những cuộc gặp thượng đỉnh sắp tới giữa hai miền. Rõ ràng chúng tôi rất nhạy với những gì đang diễn ra. Còn chúng tôi có lo lắng không ấy à? Tôi muốn nói là chúng tôi cũng nghĩ về điều đó. Thay vì lo lắng, Pucas cũng như rất nhiều quân nhân tại trại Humphreys cố gắng cân bằng giữa trách nhiệm gia đình với việc duy trì tinh thần sẵn sàng chiến đấu.